Dân tặc giả thích trần giao lòng Lý Bá, cuồng phong thất sát Lương Điền, cuồng phong thất sát Hà Tinh, thảo thượng phi châu lòng, năm tội phạm này giết người vô số, tội ác tài trời. Sau khi hình bộ xét xử đã phán xử quyết mùa thu chém đầu nơi pháp đường. Tao biết bà sẽ tới mà. Còn chịu mà qua giết thằng tới đi hả? Chàng ngồi như vậy phiền phức lắm đó. Được, người ta nói cùng phong thất sát rất trọng đạo nghĩa giang hồ, thì ra đều là giả dối. Được, người cứ giết ta đi, ta vừa cứu hắn thôi. Người giết ta đi. Không sao, ta được. Hắn quả thật vừa mới cứu ta. Thầy ra người là ai? Thảo thượng phi châu lòng. Thì ra thảo thượng phi châu lòng trong lục lâm cũng có một ít tiếng tầm, hèn chi võ công cao cường cứu được lão nhị. Ta chỉ là may mắn thôi, tưởng lần này vừa quả mà gặp may,
quen biết được với đám bạn bè thật sự, một đám bạn bè có đạo nghĩa. Coi bộ ta đã lầm rồi. Người quả thật đã lầm. Con trai gì đó? Thôi đã. Đâm được. Dù sao đi nữa, hắn chưa cứu tao. Đạo nghĩa giang hồ dành cho các hào hán giang hồ đó, không thể bỏ lỡ một cơ hội có thể làm tiết lộ bí mật. Thôi đã. Nếu như tao là người của các người thì các người tin tao được chứ? Người muốn gia nhập vào chúng tôi? Phải. Ôi da, mười lăm vạn lượng. Cảm ơn thấy chưa? Cảm ơn thấy chưa? Mười lăm lượng vàng chứ vậy? Hai người đi báo với dạng gia đi. Thảo thượng phía châu Long này đi lại giang hồ bấy nhiêu năm, chưa hề thấy bao nhiêu tiền quán như vậy. Thế mà khiến người không phục không phục. Anh này lão gì cả? Ta biết tiền chống bộ lục hoàng hà tới 30 vạn lượng mà, tại sao chỉ còn có 15 vạn lượng vậy? Ê, chết phần nữa cho người ta thì chỉ còn 15 vạn lượng thôi. Tại sao lại chết cho người ta vậy hả? Ê, người thiếu tiền quá đi. Không có nợ vàng thì làm sao thành công chứ? Ta hiểu rồi. Ông dạng gia, chúng tôi đã tìm ra đường hổ vàng. Có hành động gì không ạ? Ông dạng gia, không có. Lập tức hành động ngay đi. Dạ. Ê, cả đêm, cả chiếc. Ngon quá. Lượng ngon quá. Tám nước, của bà này. Cho quý đệ, của ngươi nè. Được. Uống đi. Uống đi. Gia nhập vào cuộc phong thất sắc mời ngươi. Thế cũng được. Mời. Tại của người nhiều má, tại sao không có bị thương? Thật ra ngươi là ai? Ta được, chuyện gì vậy? Ta được có biết ảnh thắng cho nó giỡn rồi. Ngọc Diễn phía hồ lưng lấy giang hồ cũng bị người ta chạy thoát hay sao? Kim bàn toán dạng ngọc đường tiếng tâm lừng lẫy, lần này cũng đã tính lộn mà. Nhiệm vụ lần này ngoài việc chết đi hai kim long đặc sứ, còn nữa thì ra trong hang động chỉ còn lại 15 vạn lượng. Người nói cái gì? Ta đã hoàn thành nhiệm vụ, ta đi dỡ mộng rồi. Chào nha. Bất phạm. Giang gia, coi như là ta xin người nổi trong 3 tháng, đừng có tìm ta nha. Cáo từ. Giảng gia. Có chuyện gì? Dạ dạ, có một quý khách đã tới. Chuyến đi này chắc chắn thuận lợi lắm chứ hả? Không lẽ tiến hành không được thuận lợi hay sao hả?
Thủ lĩnh của Cuồng Phong Tất Sát thấy Tam Nương đã chạy mất rồi. Vậy thì là tiếc quá. Còn nữa, có hai Kim Long đặc sứ bị hy sinh rồi. Vậy thì là không may. Nhưng mà cũng may là đệ tử của Kim Long đều là người không gia quyến, không cha mẹ, cho nên lần này hỏi sinh gì nữa chết cũng nhắm mắt mà. Như vậy thì phải chôn cất cho họ đàng hoàng mới được. Đúng vậy. Còn nữa? Còn nữa? Bộ còn có chuyện gì không may hay sao hả? Tiền quân chỉ kiếm lại được 15 vạn rồi. Tôi biết được chuyện này cũng khó xử lắm, nhưng mà số tiền bạc này là dùng để chấn tài đó mà. Hơn nữa trước mắt quốc phú thiếu thốn, không thể lấy thêm tiền ra nữa. Giang huynh, ta mong người nghĩ tình của chúng sanh, ráng kiếm lại số tiền còn lại đó. Đại nhân nói đúng, thì nhất định phải tận sức của Kim Long Môn lấy lại số tiền quan mà. Được, như vậy ta chờ tin mừng của người. Giang gia quả nhiên lợi hại, biết đó là tỉnh rượu ngon nhất nhà ta. Thế thì xin lỗi nhà Giang gia, tỉnh rượu này tôi chưa lại đợi đêm tân hồn để uống chung với cô dâu. Con người của người bản tánh phong lưu, người cũng đám cưới hay sao? Đừng có phí nhở. Ê, thiệt sợ người quá rồi. Giang gia đừng uống công phí sức. Nói thiệt nha, ta thật tình không muốn gặp được đoạt mạng là sát thái tâm nương đó nữa. Cái tướng của bà hung hăng lắm, rảnh rỗi thì uống rượu thơm nồng hay nói chuyện phong nguyệt còn hay hơn hả? Ngờ các việc phong nguyệt rảnh rỗi, ta còn có thể ngắm các tranh người đẹp này. Lạc thú này thì khó mà diễn tả nữa. Một bức tranh cho dù dễ hay kết mấy cũng là một bức tranh mà thôi, đâu có bằng một người đẹp thật sự chứ, phải không? Giảng già, người thiệt không phải là không tốt, nhưng mà nếu như sanh tình dây dừa thì cũng phiền phức lắm. Không giống như các người đẹp này, họ cứ chờ ta ngày đêm, ta muốn tới coi lúc nào cũng được, không phải lo âu. Nào qua đây, qua coi đôi chân tay của ta đi. Ta đã thu thập nhiều năm, tuy không phải nhiều lắm nhưng mà thành tích cũng khá lắm. Mình ngắm thử nha. Sao hả Giang gia? Khá. Coi bộ trên thế gian này, dù có bảo vật gì ngươi cũng đã xem qua rồi á. Rốt cuộc Giang gia đã hiểu được ta rồi. Bảo vật quý giá cách mấy cũng là bảo vật ngoài thân. Sống không đêm tới, chết không đêm đi. Trăng truồng tới, trăng truồng đi. Đúng. Sự năng tri túc tâm thường thái, nhân tới vô cầu phẩm tự cao. Tạm thời ta làm người cũng được vui vẻ lắm, thì không muốn gây thêm nhiều trò. Anh à, người đã cất giữ nhiều tác phẩm của các danh gia, người đọc nhiều sách như vậy để được triết lý gì? Triết lý thì không dám nói, nhưng mà một ít khí hậu nhiên thì ta vẫn làm được. Cầm phục, cầm phục. Nếu nói như vậy, cảnh khốn khổ của những nạn nhân ở khu hoàng à, chắc người không quanh tay ngồi gì chứ, phải không vậy? Giang gia, ta không phục người đúng hơn. Rốt cuộc người đã kiếm ra được nhược điểm của Bắc Phàm này rồi. Hay, Giang gia quả nhiên là tài. À, Bắc Phàm, vậy là ngươi đã hứa rồi phải không vậy? Dọc đường trở về, ta đâu có nghĩ tới tiền chấm bảo luật cơ mật như vậy, không thể nào tiết lộ ra ngoài đâu. Hơn nữa Thái Tâm Nương có nói, không có nội gian thì làm sao thành công. Coi bộ phải có nội gian. Thì ra chuyện này ngươi định truy sát tiếp rồi. Ngọc Diện Phi Hồ trách Bắc Phàm không đạt mục đích quyết không thôi. Không lẽ ta là người hay bỏ cuộc nữa chừng hay sao? Tốt, ta quả thật không nhịn lòng người. Hey, nhưng mà vừa rồi người bắt ta phải nói nhiều á, thì lát phải phạt người uống 3 chén đấy. Đừng nói là 3 chén, cho dù 30 chén tối nay ta cũng uống với người mà. Nè, mình nói
nói lại chuyện đàng hoàng nha. Ngươi thấy là đáng nghi ngờ giáo gì hả? Ngồi dạng dân người biết được chuyện này còn có bốn người biết được. Quan thượng, Triệu Văn Sương, Khấu thừa tướng, Vũ Quỳnh Cương. Theo ta thấy Triệu Văn Sương đáng nghi ngờ chứ. Hình như là Triệu Văn Sương cũng thích Lục cô nương lắm mà. Ngươi cũng biết tính của ta lâu nay phân rõ công tư mà. Ta biết, ta chỉ nói với dạng gia mà thôi. Nhưng mà như vậy, Triệu Văn Sương là một dương gia giàu khắp một phương, 15 văn lượng là số nhỏ, hắn không để trong mắt đâu. Người nói cũng có lý đó. Nếu như mình phân tích tiếp thì Quỳnh Cương là người khả nghi nhất. Ta cũng nghĩ như vậy. Quỳnh Cương là một quan võ, việc chống bao lục dọn đề ra nên ta cũng thấy lạ lắm. Thử cứ bắt tay vào chỗ Quỳnh Cương. Việc thất sách bị chết được có công bố ra ngoài. Bây giờ việc vướng nhất là để cho Tam Nương chạy thoát rồi. Chỉ đừng tùy cơ ứng biến thôi. Quỳnh Cương là nổi tiền đô chỉ huy sứ, võ công quán không tệ đâu. Nếu như lần này làm theo lệ thì phải kiếm một cao thủ càng giỏi võ hơn. Nếu như không, ta thiệt khó ra tay lắm. Ta đã chuẩn bị cho ngươi một người rồi. Người này lâu nay ngưỡng mộ ngươi lắm và mong được quen biết với người. Ta đã báo với hàng truy đi tìm hắn rồi. Ê, ta là Tề Thiên Đại Thánh, ta là Tôn Ngộ Không, ta phải giết hết đám yêu quái các ngươi. Đừng lại, đừng lại. Nếu như mình không phải đi gặp Mạc Xuyên Tam Quyền cho gấp mà ta phải coi cái thằng nhóc người Tống này sau khi uống thuốc ngủ thạch tán của mình rồi phát điên tới cỡ nào. Còn gì mà coi chứ, uống nhiều ngủ thạch tán như vậy à, không chết không phải bị tàn phế đó. Ai mẹ ơi, hai người ta nói chuyện gì hả? Để đưa cái gì cho anh Quang hả? Tôi bắt hai người đi gặp Quang. Gặp Quang? Chết đi, chết đi. Ta phải sống chết cho hai người, ta phải sống chết cho hai người, sống chết cho hai người. Hai cái tên chó liêu dám tới làm hành là nước Tống hả? Cái tên nhóc này giống như chuyện á. Quý đàn, đừng lo, cho anh uống nước từ nhiều rồi sẽ không sao đâu. Cảm ơn này. Xin lỗi, kẻ thất hẹn là hai người Liêu bán ngũ thạch tán. Họ không tới cho nên ta đành tới trước thôi. Ha, ta chỉ có phần nữa. Vô Hành Kiếm, ngươi là do tiền kiếm khách lạc có phòng. Quý anh tử, Xuyên Tâm Quyền, ngũ thạch tán gây hại chúng sạch, hai người dám buôn bán sao? Tham kiến tự gì thánh nữ? Có chuyện trục trặc sao? Dạ, phải. Ta không ngờ Lạc Cổ Phong xen vào chuyện của mình. Thuộc hạ không có cách đối phó với hắn, cho nên... Cho nên người bỏ mặt sống chết của Xuyên Tam Quyền, bỏ chạy về đây. Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ gì, đánh không là hắn, cho nên mới bỏ chạy thôi. Nhưng mà thần thế của người đã bị bại lộ rồi. Như vậy ta phải làm sao? Người hãy rời khỏi đây bằng bí đạo. Thank you.
bích lích ngâm qua dịp lan. Thì ra là vô tình kiếm lạc Cố Phong. Ngươi muốn vào trang? Không sao, ta phải kiếm một người. Tử Di Sơn Trang chịu giải nguy năng cho tất cả người giang hồ. Nếu không có người giới thiệu thì không ai được đi vào. Nếu như ta muốn vào thì sao? Người muốn xong vào. Lâu nay lạc Cố Phong này làm gì, không ai có thể cản được. Hỗn láo. Kiếm thật là nhanh. Thanh nữ, vô tình kiếm lạc Cố Phong đã được hiệp dần. Dì Lan, sao dì lại ra tay? Tại vì hắn đòi vào trang lại không có người giới thiệu. Để không bị phá lệ của sơn trang, dì Lan à, dì làm người giới thiệu đi. Dạ. Lạc đại hiệp, ngươi lại trả giá gì vậy? Lạc Cố Phong này xưa nay không xin ai. Được, vậy thì lấy ngạo khí của ngươi làm giá. Lạc đại hiệp là kẻ sĩ chánh nghĩa, những kẻ đối phó dĩ nhiên là kẻ tà ác. Người mà ngươi muốn tìm, hắn đã chạy theo hướng núi Kỳ Liên rồi. Ta không tin, ta phải vô coi thử. Ê, nếu người muốn xong vào, ta sẽ sẵn sàng. Chỉ sợ người mà ngươi muốn tìm sẽ chạy thoát thôi. Ồ, Lạc đại ca, đã lâu không gặp á. Vừa gặp mặt là muốn giết ta hay sao hả? Hàng Tri, không gặp người bấy lâu, người vẫn nghịch ngợm như xưa. Lạc đại ca, ngươi có biết không ạ? Ta đã dùng nửa tháng thời gian để kiếm ngươi rồi đó. Ngươi phải khen ta mới được chứ. Ngươi quá như là không có lợi biến, nhưng mà ngươi không thể làm trễ giờ nữa. Ừ. Ê, cho nuôi của ta kiếm ngươi đó. Ta nhất định phải kiếm ra Quỷ Anh Tử, tại vì tai họa của Ngũ Thạch Tán ngày càng nghiêm trọng. À phải rồi, hồi mà ta tới đây ta cũng thấy hai người Liêu dùng Ngũ Thạch Tán để hại người ta đó. Quỷ Anh Tử, quả nhiên là Lạc đại ca, xung quanh cái chỗ này không có dấu tích đánh nhau, lại không có dấu chân. Coi bộ là trúng bài của các thời săn rồi đó. Xét từ bề ngoài, quả thật là như vậy. Lạc đại ca, mình đã mất hết manh mối rồi, coi bộ khỏi điều tra nữa chứ hả? Dặn gia có nói gì không? Ngươi mới gặp mặt Ngọc Diệp Phi Hổ không hả? Bây giờ ai người thiếu cơ mạng sao? Khi một chút vàng thôi mà đi chậm như rùa vậy. Lễ lên đại hội đã bắt đầu rồi. Đây. Ây da, xin lỗi công tử. Tiểu nữ thực sơ ý. Công tử có bị đau không? Không mắc mớ cô nương đâu. Là lỗi của ta thôi. Có làm cô nương bị đau không vậy? Không. Đại hội anh hùng sắp mở rồi. Kiếm ngư trằng nhất định sẽ thuộc về công tử mà. Được, thì cảm ơn cô nương nha. Khiến đi vào. Dạ. Yeah. Yeah. Trì lão gia, trì lão gia, thiệt lương thiện, cầu chúc đại gia sức khỏe dồi dào. Nãy điều có bạn, đừng có giành lộn. Cảm ơn đại gia. Ê, cha, ai nói điều nói cha tốt như vậy, cha đâu có thể ra tay ít như vậy. Đem đi chia điều đi. Cảm ơn cô nương. Cảm ơn cô nương. Chồng ngon lành. Đáp tiểu quỷ này. Gà đất chồng tốt. Gà đất chồng tốt. Ngon lành. Kim Chê, con trổ tài bừa bãi như vậy nè, coi chừng bị bể mảnh nữa con. Ê, đối phó thằng đó cũng bị thất thủ. Cha huynh con là con của cha hay sao? Đây là kiếm ngư trạng gia truyền của ta. Nam Cung Thanh bất tài,
khiến cho gia cảnh tiêu điều, mới đành bán ra di vật của tổ tiên. Nếu như người nào trả giá cao thì người đó sẽ được. Vậy giá chót là bao nhiêu vậy? Một vạn lượng bằng vàng. Một vạn lượng nhưng mà vậy, một cây bảo kiếm quý như vậy, một vạn lượng vàng đáng giá đó mà. Đáng nha mà. Đúng rồi á, đúng rồi. Giá cả thì hơi cao đó, nhưng mà ta trả nổi mà. Người đâu? Mở ra cho ta. Ta trả một vạn 100 lượng vàng. Rồi mỗi chắc không ai dành với ta chứ hả? Ê, một cái kiếm ngươi tràn túc như vậy, ta thấy không phải chỉ đáng một vạn 100 lượng. Ta trả 2 vạn lượng. Chắc bắt phạm. Chị Phi Hồ đó. Cảm ơn Trác công tử thưởng thức. Các người này dám dành cho ta hả? Nhưng mà ta vẫn còn ngân phiếu đây nha. Đêm nay có ơi. Ngân phiếu đâu? Ngân phiếu của ta đâu? Hả? Công tử, tôi vậy tao đi hỏi ai vậy? Đúng. Thôi đi, thiệt là xấu hổ quá. Cái gì? Nếu không ai trả giá thì cây kiếm ngư tràng này sẽ thuộc về Trác công tử. Cảm ơn. Nhân lượng được, được rồi. 5 vạn lượng. Thì ra là Tam Tuyệt công tử biện tu triết chủ nhân của Hoài Bất Cư đó. Xin lỗi, tại hạ đã tới trễ. Chưa trễ đâu, cây kiếm của ta vẫn chưa kiếm được chủ nhân mà. Trác công tử, không biết người có trả giá cao hơn hay không? Nếu như biện công tử đã trả 5 vạn lượng, chứng tỏ là hắn nhất định phải được mới thôi. Ta còn dành để làm cái gì? Dạ xin cảm ơn nha. Khách sao? Các gì? Nếu như không ai trả giá cao hơn, cái kiếm này sẽ thuộc về biện công tử. Biện công tử. Thế mẹ. Không. Hai cha con đi đâu mà giờ khuya dữ vậy? Kim Chi à, qua thắp nhang đi con. Lại bắt thắp nhang hả? Đi đi. Lại quý. Ông lại không vui nữa hả? Dù sao ổng là cha ruột của đứa con gái mà. Thắp nhang trong ngày giỗ của ổng thì là nên lắm đó. Tôi biết, nhưng mà dù sao cũng không được vui đó. Kim Chi, mẹ đã nói là không được giỡn cái coi mà. Thưa mẹ à, thật ra là ai vậy? Sao mỗi năm tới ngày này phải phúng điếu? Tóm lại, con đừng có hỏi nhiều. Tối rồi, vô ăn cơm đi. Trác công tử, công tử nhà ta mà công tử tới gặp mặt. Bộ tưởng Trác Bất Phàm này là một người hệ truyền là tới hay sao ạ? Trác công tử, công tử đã nhận thiệp mời rồi đó. Tốt. Biện tu triết lấy cầm kỳ kiếm ba thứ nổi tiếng thiên hạ, được xưng Tam Tuyệt công tử. Không ngờ thuộc hạ cũng tài giỏi như vậy. Hay, một khúc linh gia thiệt hay quá. Cầm kỳ kiếm của Tam Tuyệt công tử, hôm nay tại hạ đã được thưởng thức hay tuyệt. Cảm ơn Trác huynh giá lâm hàng xa.
Mời ngồi. Mời ngồi. Mời. Trác Quỳnh, hai nô tiền của ta nếu có gì mạo phạm xin hãy bỏ qua. Đây, ly rượu này tại hạ xin uống trước. Tốt. Biện Quỳnh, đáng lẽ ta phải nói cảm ơn mới đúng. Tại vì hôm nay ngươi đã bỏ ra nhiều công phu để mời tại hạ tới đây, hơn nữa lại uống rượu ngon. Ta mời Biện Quỳnh một ly. Trác Quỳnh, hôm nay trong nhà Nam Cung ta đã dành kiếm với người. Ở đây ta xin lỗi với người thêm lần nữa. Ngươi nặng lời rồi. Ai trả giá cao sẽ được mà. Cái kiếm quý đó phải thuộc về Biển Quỳnh mới đúng. Kiếm ngư trường tuy là rất nổi tiếng, nhưng mà so với chân tàng của tài hạ thì còn thua xa lắm. Ờ. Trác Quỳnh, mời. Quả nhiên thiết là ngoạn mục. Ta tưởng là đồ chân tàng của Trác Bất Phàm này đã quá nhiều. Cơ bộ Biển Quỳnh còn nhiều hơn tại hạ rất nhiều nữa. Trác Quỳnh, quá như là người đồng đạo. Nhưng mà có một trận này ta muốn người coi cho biết. Một cặp trang tướng mạc tà. Thiết là đã đợt. Chỉ tiếc là một cặp danh kiếm gì vậy mà bị gãy. Nếu danh kiếm biết được vì mình đỏ sức mà bị gãy chắc cũng cam lòng được. Tốt. Biện Quỳnh quả nhiên là trang trề hào tình. Không phục, không phục. Nghe cái Biện Quỳnh quả nhiên lợi hại. Nếu như ta đem con cờ này bỏ vào trung lộ, khẳng định sẽ tự sai vào lưới. Thôi đừng, ta phải lưu thủ biên cương để giữ biên phòng. Trác Quỳnh, tại sao anh bỏ phúc địa mà lấy biên cương vậy hả? Coi bộ không phải là muốn thắng cuộc nữa. Tại hạ chỉ là cũng còn qua ngồi đồng, không như Biện Quỳnh có hùng tâm tráng chí. Ta tin rằng không bao lâu Biện Quỳnh nhất định sẽ dựng ra sự nghiệp lớn. Trác Quỳnh, sao anh nói như vậy? Trong thế cờ của Biện Quỳnh ta đã nhìn ra rồi. Bố cục chặt chẽ, thế công độc đáo. Trác Quỳnh, anh quá khen ngợi tiểu đệ rồi. Ta chỉ thấy sao nói vậy thôi. Nếu như mai này Biện Quỳnh đi lại trên giang hồ, nhất định là bá chủ một phường. Nếu là ở trong quan trường nhất định có quan chức tối cao, coi bộ lê dân của Đại Tống có phước rồi. Thế là cảm ơn người. Nhưng mà Trác Quỳnh, anh cũng không phải là kẻ thường mà. Còn bộ dáng này mình phải bắt tay nói về được. Cảm ơn. Đánh về được dáng này tại hạ đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Mai là mình là bạn chứ không phải là thù. Ta cũng mong mình vĩnh viễn là bạn. Giải ngửa hiền. Không những tên đẹp, Dương gia nét chữ của ông càng đẹp đó. Đẹp lắm hả? Đẹp. Dương gia, cảm ơn ông đã đặt tên cho lầu mới của chúng tôi. Thật ra là tiểu điệp mài mật được tốt thôi đó mà. Có mệt không hả? Không có mệt đâu. Cảm ơn quý vị quý khách nha. Tối nay đồ ăn rượu ngon chúng tôi cũng đều miễn phí hết. Các vị đừng khách sáo nha. Không khách sáo đâu. Đại gia đừng khách sáo nha.
Thôi tự nhiên mà được. Lục cô nương hả, thiệt là tài bà đó. Hèn gì giải ngữ hiền ở đông khách như vậy ha. Mình đại nhân thì biết nói chơi. Tiểu Điệp mời đại nhân một ly. Còn ta thì sao? Dĩ nhiên phải mời Dương gia rồi. Nhưng mà Quỳnh đại nhân là quý khách mà Dương gia dẫn tới. Dĩ nhiên là phải mời Quỳnh đại nhân trước, phải không? Phải phải, mình là người một nhà mà. Xin lỗi nha. Cái con hồ ly rốt cuộc đã tới rồi hả? Cho con một phấn sâu nè. Vậy thì tha cho anh đó. Đồng Diễm Phi Hồn, rốt cuộc đã tới rồi hả? Chào Lục cô nương. Để tôi giới thiệu nha, đây là Triệu Dương gia. Chào Dương gia. Ở dĩ này là Ngọc Diễm Phi Hồ Trác Bất Phàm đó hả? Thì không dám Dương gia. Không ngờ Ngọc Diễm Phi Hồ, một kẻ thảo dân, cũng được Dương gia biết tới. Thật thấy hân hạnh. Còn dĩ này, dĩ này là ngự tiền đô chỉ huy sứ Quỳnh Cương đại nhân. Quỳnh đại nhân. Phi Hồ đó hả? Dạ. Nghe nói võ công của người khá lắm hả? Tại các bạn giang hồ nể mặt thôi. Thật ra ta chỉ được hư danh. Đại gia mình bao bánh rồi nha. Anh nè Phi Hồ, người đã có hứa với ta là kiếm lại cho ta mà. Ồ, cây trâm hả? Ấy, cây trâm này là ta tặng cho cô làm quà sinh nhật năm ngoái đúng hả? Phải đó Dương gia, vì tôi quý nó không đeo, tháng trước bị người ta ăn cắp rồi. Vậy à? Tôi cố tình kêu Phi Hồ kiếm lại đó. Như vậy Phi Hồ thiệt là thần thông quảng đại à? Dương gia quá khen rồi. Không phải ta thần thông quảng đại, mà là cái trộm đó quá tệ thôi. Ngươi cần gì phải kiêm tốn vậy? Nếu không phải ngươi có tài, ta đâu có nhờ ngươi kiếm lại dùm cho ta Dương gia hả? Nè, bây giờ ngươi muốn lấy bao nhiêu tiền thưởng này chứ? Gì à? Một ly rượu giả ngữ hiền. Được, vậy ta mời ngươi một ly. Cảm ơn Lục cô nương. Tại sao vắng vẻ quá vậy? Bên ngoài náo nhiệt mà không ra ngoài hả? Có nhiều việc không tới thì sạch sẽ hơn mà. Hèn chi bầu không khí như vậy ha, thì ra có người ghen đó. Ai nói tao ghen tuôn nè? Tao chỉ là chướng mắt khi nhìn thấy mặt thằng dì dê đó thôi. Người có nói đó mà, người nói người của Kim Long Môn không thể sanh tình bừa bãi như vậy. Lâu nay người đâu có coi trọng chứ. Phải. Cho nên hôm nay ta tới muốn bàn chuyện công với cô đó. Được, bàn chuyện công hả? Bất Phạm với Quỳnh Cương, hai người nói chuyện vui cười lắm. Hơn nữa Quỳnh Cương ra tay nhanh nữa, coi thô lỗ mà tế nhị, võ công lại khá. Nếu như muốn đối phó với hắn, người phải cẩn thận. Ngươi là ai? Mày dám cản đường Quỳnh đại nhân của chúng tôi hả? Là người tới đây lấy mạng các người. Quỳnh đại nhân, đây là lúc tại hạ làm việc cho đại nhân đó. Việc hả? Giữ hắn sẽ được trăm thưởng. Lên! Tốt, võ công của Vô Tình Kiếm Lạc có phần quả nhiên danh bất hư truyền. Tại hạ thiệt là khâm phục. Coi bộ Quỳnh Cương muốn không tin mình cũng khó. Chào. Khoan đã.
Hình như chúng ta chưa có phần hờn kiếm này. Dạng gia hình như cũng có chỉ thị này. Đây chỉ là ý của ta thôi. Ra tay. Tốt. Nếu như Lập Quỳnh có nhã hứng như vậy, hôm nay tại hạ sẵn sàng. Mời. Thì có phần hơn kịp. Ta đâm ngươi một phần, ngươi đâm ta hai phần, ta thua. Lạc Quỳnh quả nhiên có khí khái của đại hiệp. Nhưng mà dù sao đi nữa, lần này Quỳnh cơ sẽ càng tinh hơn. Các ngươi nghe đây, có lẽ thì các còn có đồng lõa nữa. Các ngươi phải canh gác thật chẽ, không có thể sơ sót, có biết chưa? Dạ, đại nhân. Đi, đi. Công tử. Quỳnh đại nhân. Đã công tử. Ủa, ngươi đã bị thương hả? Chuyện nhỏ thôi. Thích khách đâu? Thích khách đã bị ta giải quyết. Nhưng mà võ công của thích khách cao cường, ta sợ hắn có đồng lõa gì để kiếm đại nhân, cho nên cố tình về thăm đại nhân. Dân tình ca sôi duyên thanh chân hoa duyên chân duyên pa duyên si nan thôi ha chấm mô pin pin yêu si tha Thank you.